Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kịp thời dập tắt đám cháy trong đêm ngày 21 tháng 4, giải cứu thành công đôi vợ chồng già trong căn nhà khóa trái cửa. Cụ thể, khoảng 21 giờ 58 phút ngày 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo cháy tại căn nhà số 41 đường Phan Bội Châu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến hiện trường, lực lượng công an phát hiện đám cháy phát ra từ tầng trệt, trong nhà có nhiều khói, khí độc nên vợ chồng ông Nguyễn Bỉ, 68 tuổi và bà Nguyễn Thị Bảo Lợi, 67 tuổi, không thể xuống tầng trệt để ra ngoài. Sau đó vợ chồng ông Bỉ đã chạy lên trên tầng thượng nhưng do lớn tuổi không sang được nhà bên cạnh để thoát xuống. Lực lượng chữa cháy cùng lúc vừa phá cửa để tiếp cận dập tắt đám cháy ở tầng trệt, đồng thời sử dụng xe thang giải cứu thành công hai vợ chồng chủ nhà từ tầng 4 xuống an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.